Vùng biển Ba tại tỉnh Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa đến Bình Định dự kiến sẽ là nơi ảnh hưởng của bão số 9. Từ hôm qua cho đến nay, thì các địa phương đã triển khai các phương án ứng phó, nhất là đối với hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trên biển. Từ 15 giờ ngày hôm qua, Bình Định đã ra lệnh cấm biển với tàu cá. Còn từ 0 giờ hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ra lệnh cấm biển. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các địa phương thông báo đến ngư dân nghiêm cấm các tàu cá ra khơi để tránh thiệt hại do bão. Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên và Bình Định yêu cầu các địa phương đơn vị trong tỉnh trực tiếp rà soát, đánh giá nguy cơ trên địa bàn, đề xuất bố trí tăng cường lực lượng, phương tiện ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, sẵn sàng phương án 4 tại chỗ. Phú Yên lưu ý các nhà máy thủy điện phải theo dõi diễn biến tình hình mưa bão, thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa xả lũ. Để ứng phó với bão Rai, Phú Yên đã chuẩn bị sẵn sàng 3 kịch bản ứng phó với bão. Nếu bão đổ bộ vào đất liền cường độ cấp 12-13, Phú Yên dự kiến sẽ di rời và sơ tán 25.597 người. Ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định yêu cầu tạm dừng ngâm và xuống giống vụ đông xuân để giảm thiệt hại. Phú Yên yêu cầu các địa phương ven biển không được để người dân ở lại trên các lồng bè, tàu thuyền và khu vực nuôi trồng thủy sản. Thời gian hoàn thành trước 15 giờ ngày hôm nay.